Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô me nha cô chú anh chị. Me chua ha, nó cũng đâm chồi hết trơn rồi nè cô chú anh chị. Cái này trong quá trình mà vận chuyển á, nó có gãy chồi á, mai mốt nó sẽ đâm chồi mới ha. Rồi tiếp theo D2. Cái cũ này thì nó đứng nha, cò lắc đâm chồi đầy hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành 20. Hoành thân là 11,5. Hoành thân 11,5 ha. Chiều cao 33. Cao 33. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số D2 em xin giao lưu là 450.000. D2, cây này 450 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cây D3. Cây này cây cũ cũng quá khứ cây cũ luôn của chú anh chị ơi. Co lắc cũng khá đẹp nha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 37. 37 hoành. Thân 13. Chiều cao là 35. Cao 35. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Em mã số D3 em xin giao lưu là 500.000. D3 nha cô chú anh chị. Cây này 500.000 ha. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây D4. Đó, một cây trực co lắc quá đẹp nha cô chú anh chị. Đâm chồi quá trời luôn đó ha. Củ cũng khá đẹp ha, củ đặt ở phía trong luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành củ là 31. Hoành 31. Hoành thân 13. Thân 13. Cao 33. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. D4 là 500.000. D4 cô chú anh chị ơi, 500.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo ha, cây D5 nha cô chú anh chị. Đó, cũ co lát ha. Cây này khá là to nha. Rồi, thông số luôn. Hoành 25. 25 hoành. Thân 14. Chiều dài 29. Dài 29. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Cái mã số là D5 em xin giao lưu là 550.000. D5 nha, cây này 550 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cây mã số là D6. Cây cò lắc quá đẹp luôn ha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 26. 26 hoành cũ. Hoành thân là 12. Thân 12. Chiều cao 37. Cao 37. Kính bầu 15. Kính bầu 15. D6 xin giao lưu là 500.000. D6 ha, cây này 500.000 của chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo cây mã số D7. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị, to bự mà nó còn đẹp nữa ha. Đó, cái cũ à, rộng lắc thì khỏi phải nói luôn. Rồi thông số. Hoành cũ là 35. Cũ 35 ha. Hoành thân 16. Thân 16. Chiều cao 25. Cao 25. Cái này mã số D7 em xin giao lưu là 600.000. D7 nha cô chú anh chị. Cây này 600.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo D8. Đó, cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là khéo nha. Nhìn cái độ lắc của nó quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Cũ 27 hoành. Hoành thân 14. Thân 14. Chiều dài là 32. Dài 32 á. Hoành là 16. Kính bầu 16 nha cô chú anh chị. Cái D8 là 500.000. D8 cây này 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cây mã số D9 nha. Nó lắc như con gắn vậy cô chú anh chị. Đó, cây cũ quá đẹp luôn ha. Rồi thông số luôn.
hoành cũ là 27. Cũ 27 hoành. Hoành thân là 12. Thân 12. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Số D9 là 450.000. D9 cái này 450 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây DM. Đó, cây này lắc đổ cũng quái lắm nha cô chú anh chị. Đó, co lắc rất là quái, cũ cũng khá đẹp nha. Me chua nha. Rồi thông số luôn. Quanh cũ là 37. Cũ 37. Quanh thân 15. Thân 15. Chiều dài 17 nha cô chú anh chị. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Cây D10 em xin giao lưu là 500.000. D10 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D11, một cây dáng bay quá đẹp cô chú anh chị, chi cành đều nha. Ở trên chi cành quá đẹp luôn rồi cô chú anh chị ơi, rộng lắc cũng cực kỳ đẹp ha. Rồi thông số luôn. Cũ 37 hoành. Hoành thân 12. Thân 12. Chiều cao 35. Cao 35. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. D11 là 500.000. D11 cô chú anh chị, cây này 500.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D12. Đó, cây nào co lắc cũng đẹp, cái cũ cũng đẹp hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 31. Hoành 31. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 36. Cao 36. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Cây này co đẹp quá cô chú anh chị ơi. Cây mã số D12 em xin giao lưu là 500.000. D12 500.000, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D13. Đó, co lắc kia cái cũ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Chi cành nó cũng ok nha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 27. Cũ 27 hoành. Hoành thân 14. Thân 14. Chiều cao 39. Cao 39. Kính bầu 16 ha. Cái D13 là 500.000. D13 nha cô chú anh chị, cây này 500.000 thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D14 nha. Cây này cái gọng bay quá đẹp luôn cô chú anh chị, cái cũ rồi. Đó, cũ đặc, cũ đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Hoành cũ là 29. Hoành cũ 29. Thân 12. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Cái mã số D14 em xin giao lưu là 500.000. Đó, D14 nha. Cây này 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cây mã số D15. Đâm chồi mạnh trơn ha. Cũ đẹp, co lắc cũng đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Hoành 23. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 35. Cao 35. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. Mã số D15 là 450.000. D15 cây này 450 cô chú anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là D16 ha. Trực lắc. Co lắc cũng khá đẹp ha. Cây này mình đánh cành bay cũng được nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. 27 hoành. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Chiều cao 35. Cao 35 ha. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây mã số D16 em xin giao lưu là 450.000. D16 nha cô chú anh chị, cây này 450 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây mã số D17. Ở cây này co lắc, trực lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi, chi cành đều luôn ha. Rồi thông số luôn. Hai mươi sáu hoành. Hoành thân 11. Thân 11.
Chiều cao 38. Cao 38. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. D17 xin giao lưu là 500.000. D17 nha, cây này 500.000 nha, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, cây D18. Một cây dáng bay quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi, quái luôn ha, ngã luôn. Chim sâu sâu vô. À. Rồi, thông số luôn. Nó đâm trời quá trời luôn cô chú anh chị. Hoành là 24. 24 hoành. Hoành thân 17. Thân 17 ha. Dài 40. Dài 40. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây mã số D18 em xin giao lưu là 500.000. D18 nha cô chú anh chị, 500.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D19. Cái cò lắc quá đẹp nha cô chú anh chị, nhiều con rắn nó có hai cái sừng nha ha. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 27. Hoành 27. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều dài 28. Dài 28. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. Cái D19 em xin giao lưu là 500.000. D19. Cây này 500.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D20 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cái này cái đường thân của nó quá đẹp luôn rồi cô chú anh chị ơi, chi cành ha, cây cực kỳ đẹp. Cũ cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành cũ là 31. Cũ 31 hoành. Thân 11 rưỡi. Chiều cao 28. Cao 28. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. Cây D20 em xin giao lưu là 500.000. D20 500.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. À, rồi chào các luôn em ơi. Dạ, em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.